Xin chào các bạn. Hôm nay nhân dịp lô hàng mới về, Movis sẽ review cho các bạn bộ động cơ đóng mở cửa sổ tự động Movis VK-L36C. Với tiêu chí sang bền đẹp, Movis VK-L36C được sử dụng cho ứng dụng đóng mở cửa sổ tự động, cửa kính giếng trời và các loại cửa sổ quay ở trên cao khó đóng mở với kích cỡ lớn, sử dụng cơ cấu tay đòn. Khác với các loại động cơ khác thì sử dụng động cơ xi lanh điện hoặc cơ cấu xích đẩy, nhưng riêng Movis VK-L36 thì sử dụng cơ cấu tay đòn. Ở đây thì mình đang có một bộ động cơ Movis VK-L36C, bây giờ mình sẽ mở ra cho các bạn xem. Trên tay mình đây là một bộ động cơ Movis VK-L36C. Các bạn có thể thấy. Đầu tiên, các bạn thấy với thiết kế nhỏ gọn, màu bạch kim rất sang trọng, đẹp, phù hợp với những cửa độ động cơ hoặc yêu cầu tính thẩm mỹ cao. Về chất liệu, thân xi lanh, gá lắp, đầu gần đều được làm bằng thép không gỉ, đồng thời với cấp độ bảo vệ là IP65. Với thiết kế khác biệt từ đầu gần, gá lắp và toàn xi lanh được gia công bằng hợp kim nguyên khối, gia tăng vượt bậc độ bền và chắc chắn, đảm bảo độ bền và chống nước khi sử dụng ngoài trời. Thường các bạn thấy mẫu xi lanh đều được ghép bằng các chi tiết, ví dụ động cơ hay phần xi lanh riêng. Nhưng riêng với mẫu Movis VK-L36 thì là nguyên khối, chỉ bao gồm hai chi tiết cấu tạo, đơn giản nên xi lanh bền hơn. Còn đây là phần gá lắp của Movis VK-L36. Gá lắp của Movis VK-L36 dày 5 ly, thiết kế linh động, điều chỉnh được để một cửa có thể mở từ 60 đến 90 độ. Một số chức năng khác của Movis VK-L36 đó là sử dụng dòng điện một chiều, có tích hợp bộ chống kẹt tự động, giảm tiếng ồn, khiến cho vận hành êm ái. Movis VK-L36 có các hành trình từ 600mm đến 1000mm. Ngoài ra, còn một số loại dành cho cửa sổ lớn hơn, có hành trình từ 2 đến 4m. Dùng cho các mẫu cửa với tải trọng từ 300N đến 600N, tùy theo tải trọng của cửa. Tại đây mình dùng là mẫu Movis VK-L36C có hành trình là 300mm với mức tải trọng nâng là 600N, tốc độ 60mm/giây, sử dụng điện áp đầu vào là 24V, dòng điện 1A và cấp độ bảo vệ là IP65. Bây giờ mình sẽ chạy thử hết các xi lanh điện này cho các bạn xem. Vừa rồi mình đã giới thiệu với các bạn mẫu động cơ đóng mở cửa sổ tự động Movis VK-L của bên mình. Nếu các bạn đang quan tâm về cửa sổ tự động hay các ứng dụng tự động khác, hãy liên hệ ngay với Movis để được hỗ trợ. Công ty xi lanh điện Movis ngoài việc cung cấp các sản phẩm chất lượng, chúng mình còn có đội ngũ kỹ thuật viên nhiều kinh nghiệm sẽ hỗ trợ và đưa ra các giải pháp cho từng ứng dụng của bạn. Còn chần chừ gì nữa, hãy liên hệ ngay với Movis để được tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật nhiệt tình. Xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian để xem video này. Xin chào và hẹn gặp lại!